truyền thông hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ phim Cuộc đời thánh nữ tiến sĩ Katarina Siena. Chuyển ngữ: Sơ Teresa Nguyễn Thị Ngọc Hà. Thuyết minh: Sơ Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng. Thực hiện: Sơ Bernadette Vũ Thị Lan Hương. Tập 1. Chào Bonaventura, chúc con một ngày tốt đẹp. Dạ, con chào mẹ buổi sáng. Vậy thì chúng tôi đồng ý ông Giacomo ạ. Bộ trang phục này là của tôi. Vâng, thưa ngài, ngài đã trả giá xong. Đây là một thảm nhung tuyệt đẹp. Hơn nữa, trong thời gian này, nếu để ai mua mất bộ trang phục tuyệt đẹp này thì thật là ngu xuẩn. Bartolomeo! Bartolomeo! Bartolomeo, em không thấy bố gọi em à? Dạ, con nghe đây, thưa bố. Mang cái áo choàng đỏ lại đây cho bố. Xin ngài đừng nóng lòng, con trai tôi sẽ mang nó đến cho ngài. Ông giữ gìn sức khỏe nhé, ông Giacomo. Vâng, thưa ngài, ngài quá chu đáo. Thưa bố, đây ạ. Màu đỏ này hơi đậm, nhưng ngài Lorenzo sẽ rất vui. Katarina, Katarina! Mẹ đang gọi Katarina đó, con không nghe hả? Đi tìm Katarina cho mẹ. Con bé này thật như con trò tròi vậy. Mẹ yêu, con đây nè. Mẹ cần gì vậy? Con bị điếc hay sao mà để mẹ gọi cả tiếng đồng hồ vậy? Con ở ngoài vườn mà. Đúng là con gái của người thợ nhuộm phiền phức. Ngồi xuống giúp mẹ thái hành đi. Khi mẹ bằng tuổi con, mẹ đã biết nấu ăn rồi. Nấu ăn à? Vẫn còn đủ thời gian. À, con biết nấu ăn à mà. Bố yêu. Ôi trời, con làm cái gì vậy? Ôi đúng là bê bối. Con nó bê bối cậu thả thế này nè. Con nhìn kìa. Bố ơi, bố luôn đến đúng lúc. Tiện đây bây giờ mẹ mới nhớ ra. Katarina, con hãy đến nhà chị con giúp mẹ một việc. Stefano sẽ đi cùng với con. Con sẽ gọi anh Stefano ngay bây giờ. Được, nhưng đừng mải mê la cà trên đường đi. Mẹ đừng lo, chúng con sẽ về ngay mà. Anh Stefano ơi. Katarina, 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 em đang làm gì vậy? Em nhìn mê mẩn cái gì vậy? Đi thôi. Anh nhìn kìa, ông ấy thật tuyệt đẹp. Toàn thân ngài trắng xóa, giống hệt như trong bức tranh ở nhà thờ Thánh Đa Minh kìa. Anh chẳng thấy ai cả. Đi thôi, Katarina. Đi thôi. Em sẽ không đi đâu. Đi thôi, Katarina. Chúng ta bị trễ rồi. Em không thấy trời tối rồi hay sao? Em làm sao vậy? Sao em lại khóc? Em đã thấy gì vậy? Katarina, tới đây con. Con có chuyện gì vậy, Katarina? Chuyện gì vậy? Con không được khỏe sao?
mẹ thấy con có vấn đề, mặt con trông nhợt nhạt lắm. Không, thưa mẹ, con rất khỏe mà. Thật thế không? Vậy thì đi chơi đi, con gái yêu của mẹ, chưa đến giờ rồi nghỉ. Con sẽ đến chơi với bố, con sẽ chơi với mấy cái màu nhuộm của bố. Thưa dì Monolapa, chú Giacomo bảo con đến thưa với dì là hôm nay chúng ta sẽ mời ông Messer Lorenzetti ăn cơm trưa. Ôi, cái nhà này giống như một khách sạn nhỏ, ngày nào cũng có khách cả. Nè Tommaso. Dạ, thưa dì Lapa. Thế con ăn trưa ở tu viện rồi hả? Dạ, bây giờ con đi ăn đây. Tại sao vậy? Sao không ăn ở đây? Thưa dì, con đã ngồi ăn tại cái bàn này suốt 5 năm. Trong vòng 7 năm nữa, con sẽ làm lễ mở tay. Trong ngôi nhà này, chúng ta đối xử với con như con ruột mà. Có điều gì làm con buồn không? Dạ, con rất hạnh phúc, thưa dì Lapa. Katarina, em đang làm gì vậy? Ôi, nhìn kìa, mặt em trông ghê quá, em nghịch ngợm quá đi. Đi, 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 tắm nhanh lên. Chỉ nói nhỏ thôi, đừng hét lên như thế. Ôi, nếu mẹ mà nhìn thấy được thì mẹ sẽ không để yên cho em đâu. Làm sao em có thể đi dự đám cưới chị được nếu em cứ suốt ngày nghịch ngợm với cái thuốc nhuộm bẩn thỉu như thế này? Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Amen. Katarina đã đi cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa về đến nhà. Mỗi lần ra khỏi nhà là nó cứ mãi mê lang thang trên đường vậy đó. Nó đúng là một đứa mộng mơ. Nhưng kể từ hôm nay mẹ sẽ không cho nó ra ngoài nữa. Mẹ biết nó đi đâu rồi. Chắc chắn là giờ này nó đang ở trong nhà thờ. Nó đến nhà thờ thì đã có sao? Thêm một lời cầu nguyện thì có làm hại gì cho nhà này đâu. Trong lúc vải vóc của Pháp thì đang giảm giá, còn đồ của chúng ta thì đang lên giá vùn vụt đấy. Nhưng Katarina đi xa quá, tôi biết cách trị con bé này rồi. Bắt nó lấy chồng, để chồng nó dạy nó. Katarina phải lấy chồng. À, mày về rồi. Mày đã lừa dối tao. Được rồi, cứ chồng đi. Rồi chồng mày sẽ trị cho mày về lối sống bướng bỉnh của mày. Thật là ngớ ngẩn. Mày nghe tao nói không? Tao chán ngán nghe những lời kinh cầu mỗi lần chuông nhà thờ rung. Được, đi vào phòng đi. Nè, cẩn thận. Đây là mảnh vải rất giá trị. Nhân danh Chúa, tôi thề là tôi chẳng thể thở nổi trong cái căn nhà này nữa. Ông Master truyền lệnh gì vậy bố? Không, không có gì đâu. Thưa mẹ, con xin phép về nghỉ. Được, đi đi. Nghỉ tốt nhé. Dạ, chúc bố mẹ ngủ ngon.
Ngủ ngon, Tessa. Ông Giacomo nè. Giacomo, nghe tôi nói nè. Suốt ngày ông cứ cúi rạp xuống mấy cuốn sách đó miết vậy. Bà thật ngớ ngẩn là bà. Chính nhờ những cuốn sách này đã giúp các con cái bà sống tốt. 8 cộng 8 bằng 16, 16 cộng 6 bằng 10, 22. Cái gì vậy? Đây là điều không viết ở trong sách đó. Ông có nghe không? Con gái Katerina của ông nó mất trí rồi. Cái gì? Mất trí là sao? Suốt ngày bà thật là phiền phức quá là bà. Katerina còn quá trẻ. Nó nên đi lấy chồng. Ông trời ạ. Con Bonaventura vừa mới lấy chồng. Giờ bà lại muốn tống cổ cả con bé Katerina ra khỏi nhà này luôn sao? 5 cộng 4 bằng 9, 9 cộng 2 bằng 11. Lớn không có nghĩa là già, ông Giacomo. Chị nói bao nhiêu vậy, Bonaventura? Năm đã đủ chưa? Chị cũng mang theo tiền hả? Ừ, chồng chị cho chị. Bonaventura, nhìn xem ai nè. Ôi mẹ, mẹ đến thăm làm con vui quá. Mẹ đến là có mục đích đó. Mẹ muốn nhìn thấy con ở trong nhà này được hạnh phúc như một cô dâu vậy. Katerina đâu rồi? Em nó đi mua ít vải sa tanh rồi. Bonaventura, anh phải đi đây. Mẹ, mẹ ở lại đây dùng cơm với chúng con chứ. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 1 giờ. Tạm biệt anh yêu. Mẹ thích cái này không mẹ? Ừ, nó rất đẹp và cũng rất phù hợp với con. Ôi, mẹ mong sao Katerina nó giống con. Bonaventura nè, con là người chị mà Katerina thương nhất, cho nên nó sẽ nghe lời con. Con nghe nói mẹ sẽ cho Katerina đi dự lễ hội tháng 5 hả mẹ? Con rất vui khi biết điều đó. Được đi với con, nó sẽ học tìm thấy nhiều niềm vui khác trong cuộc sống, chứ không phải chỉ biết cầu nguyện trong nhà thờ. Con cũng nghĩ vậy đó mẹ. Để xem, con sẽ thuyết phục em nó. Con bí mật may cho Katerina đó mẹ. Để làm vui lòng con, Katerina sẽ đến dự tiệc đó mẹ. Mẹ hy vọng vậy, con gái yêu của mẹ. Mẹ mong Katerina sẽ lấy chồng và có một gia đình hạnh phúc như con. Mẹ đừng lo quá, Katerina sẵn sàng làm bất cứ điều gì, miễn điều đó làm con vui. Katerina sẽ cùng đi dự lễ hội tháng 5. Nhìn kia, Katerina xinh đẹp quá. Bộ tóc vàng của nó làm cho khuôn mặt của nó càng quyến rũ hơn. Chị đã làm được một phép lạ rồi đó, Bonaventura. Đúng vậy, bộ tóc màu vàng óng ánh. Mẹ Lapa sẽ rất hạnh phúc. Người mẹ nào cũng mong có con gái đẹp và lấy chồng. Bonaventura, chị làm sao vậy? Ôi, chị của em, chị có đau lắm không? Chị không sao đâu, em gái ạ. Cơn đau sẽ qua mau thôi. Mấy đứa nhỏ, khi chúng đang ở trong bụng mẹ, chúng nó đạp dữ lắm. Làm ơn ngồi xa ra tí. Ôi lạy Chúa, Niccolo đâu rồi? Katerina, chị không sao đâu. Em hãy quay lại tiếp tục nhảy múa vui chơi đi. Làm ơn giúp tôi với. Cô ấy bị sốc sản. Ông nói cái gì? Đây là bệnh rất nguy hiểm. Chúng ta không có thuốc để chữa. Ông là bố của cô ấy và tôi phải nói cho ông biết tất cả. Em càng ở dưới ánh trăng thì tóc của em càng vàng và óng ánh hơn. Katerina, em nhớ nhé. Em có nhìn thấy mẹ bây giờ thế nào không?
mẹ không còn la mắng em nữa. Bây giờ em phải trở về với cuộc sống mới. Đừng khóc nữa, Katarina. Đừng làm tổn thương đến đôi mắt của em. Em biết cách để thưa chuyện với Chúa. Mẹ à, Katarina, không ăn gì hả? Đồ ăn của con vẫn còn nguyên. Cô ấy sẽ ăn khi không có ai để ý đến cô ấy. Mày có im đi không? Nó không ăn thì thôi, đừng để dành cho nó cái gì cả. Con gái của ông tuyệt thực vì tính khí thất thường của nó, và tôi không muốn can thiệp vào chuyện của nó đâu. Nhưng nhìn cái nét mặt của nó kìa, cái kiểu này thì chỉ trong vòng vài tháng nữa chúng ta lại mất thêm một đứa nữa cho mà coi. Nhưng tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra đâu. Nếu mày không ăn, tao sẽ có cách. Nếu mày sụt ký thêm nữa thì mày phải nói lời tạm biệt với tất cả mọi đàn ông. Nhưng thưa mẹ, con đã đính hôn rồi. Mày nói cái gì? Mày vừa nói cái gì? Dạ thưa mẹ, Đức Maria đã gả con cho con trai của Đức Mẹ rồi. Lapa! Vậy mà bà có thể cười được à? Bà có im đi không? Những lời nói của Katarina làm bà buồn cười lắm sao? Bà nên ngưng việc cầu nguyện của bà vào mỗi buổi sáng đi. Đây, đừng để cho nó ăn nữa. Mẹ, đủ khốn nạn. Nếu con sai, thì mẹ cứ đánh con. Và lần sau, con sẽ để ý hơn và làm tốt hơn. Nhưng con xin mẹ đừng chửi mắng nữa. Vì nếu mẹ làm như vậy, mẹ sẽ đánh mất đi thiên chức của người mẹ hiền. Mặc dù mới đầu, anh khuyên em là phải khinh chê thế gian để được gắn bó với Chúa mỗi ngày một hơn. Nhưng Katarina nè, em cũng phải nhớ bổn phận làm con thì phải tôn kính và vâng lời cha mẹ. Nhưng em chưa bao giờ chống đối cha mẹ cả. Đúng rồi, Katarina, chính cha mẹ đã nhờ anh khuyên em. Em không thể chịu đựng thêm được nữa, anh Tommaso ạ. Các anh của em chế nhạo em, sự khinh miệt của họ làm em đau khổ lắm. Hãy nói cho em biết em phải làm gì. Và em cũng muốn nói cho anh biết là em rất cương quyết trong ơn gọi của em. Và em cũng sẽ khoác lên mình áo dòng đa minh của anh. Tối hôm qua, em mơ thấy thánh đa minh đó. Ai? Thánh đa minh hả? Ôi, thật là một giấc mơ đẹp. Katarina, anh bây giờ là một thầy dòng đa minh rồi. Và anh không biết khuyên em gì nữa. Nhưng nếu em chỉ muốn phụng sự một mình Thiên Chúa, thì hãy cắt bộ tóc của em đi. Đây là một hành động đích thực thể hiện sự dâng hiến của em. Và có thể dần dần gia đình em sẽ hiểu. Mẹ gọi em kìa, Katarina. Em đi đi. Katarina sẽ gặp chuyện đau đầu đây. Sao vậy? Cái khăn quấn quanh đầu của Katarina. Mày đã nghe gì rồi chứ? Cả thành Siena này, ai cũng nói là mày sẽ không lấy chồng. Tao biết mày sẽ không chịu lấy chồng, nhưng tao sẽ là người quyết định. Tao sẽ cho mày biết ai là chủ của cái nhà này. Mẹ à, những gì người ta nói là sự thật. Họ không nói sai đâu. Nếu tao nắm được tóc của mày, tao sẽ nhổ hết xuống. Mẹ hãy lấy tóc của con đi. Con đã dâng hiến nó cho Chúa rồi. Mẹ có tức giận lắm không? Hãy tin tôi đi. Katarina sẽ ổn thôi mà. Nghe không? Một sự khởi đầu rất đặc biệt. Có chừng gãy lưng đó. Từ nay, mày sẽ phải làm công việc như một đầy tớ. Được rồi, cút đi. Xin các bạn thứ lỗi cho tôi. Đôi khi chúng ta cũng phải nghiêm khắc với con cái mình. 24 người con, đây là lần đầu tiên tôi phải đau khổ nhiều như vậy.
Anh Tommaso, đừng khóc, Katarina. Thiên Chúa chúng ta đã phải chịu đau khổ cộng với sự sỉ nhục nhiều hơn chúng ta biết là chừng nào. Những gì em làm bây giờ là làm trong danh Thánh Chúa. Em sẽ nếm cảm được phần thưởng ngọt ngào Chúa sẽ ban cho em. Bây giờ anh có thể nói một cách xác tín rằng em xứng đáng để mặc lấy tu phục của Thánh Đa Minh. Katarina, hãy nhớ là dòng chúng ta không chỉ có chiêm niệm, nhưng là chiến đấu chống lại những lầm lỗi, chống lại những hành vi xấu xa tội lỗi. Áo dòng của chúng ta là bộ quân phục được khoác lên người chúng ta bằng vũ khí của niềm tin, sự kỷ luật bản thân và lòng dũng cảm. Những ai đạo hạnh thì sẽ chiến thắng trong mọi trận chiến. Cái con lơ đánh này, phải để ý nhìn đi chứ. Bartolomeo, lại đây. Đi làm việc đi, đủ rồi. Katarina, đứng lên nào, đừng sợ. Nhặt cái giỏ cho em. Katarina nè, bố luôn hiểu con và cũng tin là Chúa không muốn con phải chịu nỗi khổ nhục như thế này đâu. Bố ạ, con thật sự rất biết ơn bố. Ôi, bà đến thật đúng lúc đó, Lapa. Tôi quyết định cho Katarina trở về vị trí của nó trong gia đình và tôi sẽ không tha cho ai dám tiếp tục hành hạ chửi bới Katarina. Với mẹ, con biết trái tim và mọi suy nghĩ của mẹ đều muốn con theo hướng trần gian. Con cầu xin để không làm điều gì làm cho mẹ phải buồn lòng. Tuy nhiên, xin mẹ cho phép con được vâng theo Chúa. Hãy để cho Katarina kết hôn với Đức Kitô. Sẽ chẳng có một người đàn ông nào trên trần gian này xứng đáng với người con của Benicasa chúng ta đâu. Vâng, vâng, đó là thật sao? Nếu không tin thì hỏi mọi người, tất cả mọi người đều biết, thưa mẹ bề trên. Van Marina, bình tĩnh nào, không phải chị vì đau bệnh mà có quyền vu khống Katarina được. Nhưng những gì tôi nói là sự thật. Cả trăm thanh niên bu quanh Katarina, tựa như gà trống bu quanh chuồng gà mái vậy. Các con ra ngoài đi. Không, không. Họ phải ở đây để nghe. Katarina không xứng đáng mặc tu phục của chúng ta. Còn nói với mẹ là cô ấy còn quá trẻ. Và giờ đây vinh dự của cô ấy chỉ là hoang đường.
đến tôi. Mẹ thấy chưa? Katarina chẳng biết được phản ứng gì cả. Ôi, Katarina thật đơn sơ và thánh thiện quá mức. Hãy để mặc bà ấy đi, Katarina. Sự hiện diện của con ở đây càng làm cho bà ấy bực tức. Con hãy lui ra. Những bệnh nhân khác đang chờ con. Cô ấy thích các bệnh nhân khác hơn. Mẹ hãy thận trọng với cô ấy đó, mẹ bề trên ạ. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Xin Chúa luôn ở cùng sơ. Amen. Không, không, đừng, đừng, đừng làm hại tôi. Không, cái sơ ơi, mẹ ơi, sơ ơi, hãy tha thứ cho tôi, hãy tha cho tôi. Katarina. Ôi, con gái yêu của bố. Thắp đèn lên cho con với bố ơi. Đến giờ con phải đi trực ở bệnh viện rồi. Katarina, hãy tha thứ cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã nghi ngờ con. Ôi, thưa mẹ bề trên, Sơ Panmarina đang chờ con, sợ ấy sẵn sàng để cho con đến gần. Ôm Mantuan, tôi là Soden đang với lấy tay anh, và chúng ta ôm lấy nhau. Này người nô lệ Italy, hãy chống lại nỗi bi ai này, một con thuyền không có thủy thủ trên biển động dữ dội. Nhưng ai sẽ là thủy thủ? Phải chăng là Shark? Có một quân đội hùng mãnh, một viên chỉ huy tốt, một cố vấn kỳ diệu. Vấn đề của Siena cần thủy thủ hùng mãnh. Đừng thất vọng,
Bố thấy rất nhiều ngoại kiều đến từ phía Bắc, có chủ đích, có hoạch định và thật thà. Nhưng cuối cùng thì sao? Ôi, các con bớt bối rối đi. Đừng có ngồi đấy mà càm ram nữa. Hãy vui chơi giải trí đi. Rất tốt, bà Lapa. Bà nói có lì. Ông Giacomo này, sẽ không có người điều hành chính quyền nếu các con ông cứ ngồi ở đây mà than thở. Mẹ à, mẹ đang nói đến ai vậy? Mẹ nói đến Sodelo. Hãy nghĩ cách để tháo sợi vải hơn là làm rối cả mảnh vải của con. Bố luôn nói những lời vô ích quá đi thôi. Vô ích như con đang ngồi dưới hầm chú của cung điện chứ gì. Thôi, đừng nhiều lời quá. Tốt hơn là hãy nên nghĩ đến những điều tích cực, làm phấn chấn tinh thần. Hoa ở Canivan đang nở rộ khắp nơi. Hãy quét sạch bụi trên những chuông trẻ và tẩy rửa máu huyết của các con. Các con sẽ cảm thấy ngọt ngào hơn. Ôi tốt quá. Hãy thưởng thức, hãy ăn uống cho thỏa thế. Messer Tolome, những ai còn sống? Hỡi quý ông, chúng ta hãy nghĩ đến niềm vui ở Carnival. Ý tưởng hay. Hãy cùng bia đi. Bravo, Becci. Chỉ có ba điều làm tôi hứng thú: quán bar, trò chơi lúc lắc, phụ nữ. La taverna e il dado, queste mi fanno il cor lieto sentire. Những vần thơ Messer Messi, nhóm 12 là những bài thơ thô tục tầm thường. Nếu chúng ta, những nhà quý tộc, vẫn tiếp tục chia rẽ, thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành những kẻ thù của nhau, giống như ông đó, Messer, và những người thuộc dòng tộc Saracini. Ta hiểu rồi. Ta sẽ thưởng vàng gấp 5 lần cho những ai cảm hóa được kẻ thù của ta. Ông mua hòa bình với một cái giá cao như thế hả, Messer Tolome? Tôi biết có một phụ nữ có khả năng làm điều đó. Bà ấy là ai vậy? Một trinh nữ. Tôi nghĩ ngài sẽ rất hài lòng về cô ấy. Ôi, ông già Saracini này nhận được quá nhiều ân huệ. Nếu cô Katarina làm những phép lạ, như vậy là đủ rồi. Đó là điều mà dân thành Siena đang bàn tán xôn xao. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ tăng gấp đôi giải thưởng. Tôi cũng cầu mong một phép lạ đây. Và tại sao không? Messer, với địa vị của chúng ta không thể đến nhà một lái buôn tầm thường như thế được. Tôi kính nể nhà ông, nhưng đứng trên phương diện quý tộc khiến tôi phải ứng xử khác. Bàn về một phụ nữ vô danh ở đây thật là không phù hợp chút nào. Nè, cậu quý tộc trẻ, tôi thấy cậu còn non sữa nhưng lại dám nói như thế. Có điều làm tôi thắc mắc là tại sao cậu lại chống đối một phụ nữ vô danh? Tôi chống đối tất cả mọi phụ nữ, ông Messer. Đúng như các nhà thơ, cùng một giọng điệu cho tất cả đàn bà. Neri, để đợi xem, anh làm được gì? Thôi, đi thôi các bậc vị vọng. Chào ngài Messer, thật là vinh dự cho nhà này khi được ngài viếng thăm.
Ông có người con gái 20 tuổi rất thánh thiện phải không? Tôi có rất nhiều con gái, thưa ngài Messer. Tôi đang nói đến cô Katarina. Người hay làm phép lạ đó. Ông già ngu xuẩn ạ. Cách nói của ông không được lịch sự cho lắm, thưa ngài Messer. Có lẽ đầy tớ của ông lịch sự nhã nhặn hơn ông nhiều. Cô dám nói với tôi như thế hả? Có lẽ cô không biết tôi là ai rồi. Chắc chắn biết, dòng dõi quý tộc Ptolemy. Ông đi cầu hòa bình trong sự giễu cợt, cho nên ông sẽ không nhận được hòa bình đâu. Có lẽ đó cũng là điều tốt cho thành phố chúng ta, nơi mà sự ghen ghét càng ngày càng nhiều. Vậy cô sẽ cho tôi và những người yêu cầu cô thứ bình an đó chứ? Ông đã yêu cầu và ông còn hứa sẽ đem vàng bạc đổi lại hòa bình. Vậy thưa ông Messer, ông hãy bố thí cho người nghèo của Thánh Đa Minh. Chúc anh ngủ ngon, anh Neri Messer. Cô biết tôi hả? Cả làng Siena hát những bài hát ballad của anh và ước ao có được những bài thơ của anh. Dừng lại, những đứa vô lại, chúng mày đuôi hả? Nhìn cô ta kìa, bà không thể tin được đâu. Bây giờ cô ấy lại thường xuyên đi lại với những người quý tộc. Bà thấy chưa? Họ đang tiến về phía này đó. Các anh của cô ấy và cả chúng ta nữa đang phải chống chọi với cái chết từng ngày. Còn cô ta, ôi trời ơi. Ta sẵn sàng làm theo ý chị. Đích thân ta sẽ nói chuyện với nhà Podesta. Đừng nghi ngờ về quyết định của ta. Nhà Saracini và nhà Ptolemy lại trở nên bạn của nhau. Ta hứa với chị đó, Katarina. Vì lợi ích chung của thành Siena, ước chi các dòng họ quý tộc hãy cùng nhau kiến tạo hòa bình và hãy cùng nắm tay nhau để xây dựng truyền thống vinh quang của nền Cộng hòa. Bà La Panne, bây giờ bà không còn ai để làm bạn tâm giao nữa. Bà là một người vợ chung thủy và là một người mẹ tốt. Katarina. Dạ, thưa bố. Đến gần đây bên bố đi con. Hãy ở bên cạnh bố, Katarina. Hãy ở bên cạnh bố, Katarina. Bố không còn nhiều thời gian nữa. Bố giao mẹ lại cho con đó. Con hãy nhớ đến bố trong lời cầu nguyện của con nhé. Để bố được đón nhận sự tha thứ của Chúa. Anh Stefano, anh làm ơn mở cửa sổ giùm đi.
Xin cảm ơn bà. Dạ không, tôi không dám đâu. Thưa bà, tôi cầu xin bà hãy vì tình yêu Chúa, xin cho tôi mấy cái mền rách để tôi đắp lên người cho đỡ lạnh. Thưa bà, tôi chỉ xin bà mấy cái mền rách, chứ không phải cái áo choàng này đâu ạ. Không có áo choàng, bà sẽ gặp nguy hiểm. Bà biết rất rõ điều đó mà. Bà sẽ trở nên một người đàn bà đáng khinh nếu không mặc áo choàng. Ông hãy cầm lấy nó đi. Không có vinh quang danh dự thì sẽ tốt hơn. Hãy tin tưởng vào Chúa, Chúa sẽ lo liệu tất cả. Liberalo dal male che t'offese e alla tua gloria assurga l'anima sua. Io, Caterina, ancella e serva tua, questo ti chiedo, mio Signore. Tại sao lại trễ vậy, Benicasa? Người tuần tra đông lắm. Nhóm 9 có vẻ rất nguy hiểm. Chẳng phải tình cờ mà Messe Benduzzi làm đại sứ của Roma. Hôm qua đã mở một công ty mới. Họ là Bretons. Họ là những nhà thám hiểm ngoại kiều. Nhà Benincasa có một cô em, mặc dù cô ấy rất thích người nghèo, nhưng là ăn uống với người giàu. Đúng rồi, chúng ta không ở đây để bàn cãi về những chuyện cá nhân. Cái thằng mắc dịch này, ta cảnh cáo mày, quên chuyện của chị ta đi. Thôi bỏ đi Stefano, thôi đừng cãi nhau nữa, những người tuần tra đang đi ngang qua đây. Thưa bà Angelica, tôi xin lỗi vì đã không nhìn thấy bà. Neri thân yêu, anh đã bỏ lơ tôi rồi. Nhiệm vụ mới chiếm hết thời gian của tôi cũng có thể hiểu được công việc của anh hiện nay. Niềm vui mới của tôi là ở Fonte Branda. Ý anh muốn nói là Caterina Benincasa đó hả? Nghe nói là cô ấy bây giờ rất nổi tiếng. Cô ấy làm phép lạ và mọi người tốn đến xem cô ấy xuất thần. Angelica, cái cười mỉa mai của bà làm mất đi nét dịu dàng trên khuôn mặt của bà rồi. Tôi trân trọng tình cảm của anh. Tôi chỉ lặp lại những lời mọi người đang bàn tán thôi. Những người dân nói ngoài đường đó có phải là sự thật không? Đúng rồi, họ luôn bàn tán. Cũng như bà bây giờ đang bàn tán ngay trên đường này. Anh bị mê muội hơn tư tưởng rồi đó. Cũng như người đàn ông trẻ khác, họ đến nhà của Caterina. Tôi biết rất rõ là mấy người anh của Caterina đang muốn nổi loạn đó. Họ thuộc nhóm 12. Và anh cũng biết rất rõ là bố của tôi là kẻ thù của các đảng phái. Anh hãy tránh xa nhóm người đó đi, nếu không anh sẽ không còn thời gian. Ôi, xin cảm ơn những lời nhắc nhở của bà. Tuy nhiên, xin bà nhớ cho là trong khi những chàng thanh niên quý tộc ăn thịt chiên ở nhà bà, thì trong nhà Caterina, những người thanh niên khác lại cầu nguyện cho tội lỗi của bà.
Francesca, hãy cầm cái này và đưa nó cho Lapo. Và chính tay ông ấy đưa cho viên đại đội trưởng công lý. Báo cho ông ấy biết là bố tôi vẫn chưa về lại thành. Nhắc nhở ông ấy phải cẩn trọng. Đừng lo, thưa bà. Lapo rất mưu mô và sắc bén. Dừng lại, Lapo! Nếu chủ của mày sai mày đến gặp đội trưởng công lý vào ban đêm, mày chắc chắn đang mang theo những thông tin xấu xa. Hãy tránh đường, thằng khốn! Lapo, nhìn điệu dạng mày hớt hải như thế này, tao tò mò quá. Nhanh lên, đem nó sang bên cạnh. Không được đâu, những người tuần tra đang đi ngang qua đây. Nhanh lên! Kiếm tìm xem trên người nó có cái gì không? Không thấy gì cả. Ồ, có, ở trong cái ví của nó. Tôi phải tới nhà Benicasa để báo cho họ biết về sự nguy hiểm sắp tới. Mang nó tới hầm đi. Chuyện gì vậy? Bartolomeo đâu rồi? Anh ấy đang ở ngoài quảng trường. Bọn nhóm 9 đang làm những hành động chống lại chúng ta. Nhanh lên, đưa cho tôi ngay lập tức. Tôi sẽ đưa anh đến một nơi an toàn trong nhà thờ Thánh Anthony. Những anh em khác cũng đang trốn ở đó. Không, đổ máu vô ích như vậy đã đủ lắm rồi. Anh của tôi sẽ không đến nhà thờ Anthony đâu. Và tôi cảm thấy đau buồn cho những ai đang ở đó. Anh hãy chạy tới báo cho họ về sự nguy hiểm này. Anh tôi sẽ đi với tôi. Nói, những người khác đang trốn ở đâu? Nếu mày không nói, chúng ta đánh gấp đôi. Nhanh lên, tới nhà thờ Thánh Anthony. Quân phản động đang trốn ở nhà thờ Thánh Anthony. Florence sẽ đón tiếp em trong bình an. Tạm biệt các anh. Xin bố ở trên trời bảo vệ cho các anh. Tạm biệt em. Duccio, tôi thấy ngọn đuốc từ cổng San Luceri. Không phải đâu, anh đang chiêm bao đó. Ai vậy? Ai vậy? Đừng mở cửa. Đây rồi. Chúng đây rồi. Rung chuông đi. Việc này rất khẩn thiết, tôi cần phải nói chuyện với ông ta. Sao chị đến đây vào giờ này? Chị muốn yêu cầu điều gì? Đi ra ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm cho chị, hơn nữa chị lại đội lốt nữa. Nhưng khi có người cần sự giúp đỡ thì bất kể đó là ngày hay đêm, họ đang đánh nhau ở nhà thờ Thánh Anthony. Ông không nghe thấy tiếng chuông sao? À, ngày nào họ cũng nổi loạn và âm mưu chống lại chính quyền. Tôi muốn hủy diệt ổ rắn độc này. Gươm giáo phải đối lại gươm giáo. Nhẹ thưa chị nhà Benicasa, đừng phí tổn lời nói nữa, vô ích thôi. Tôi van xin ngài. Họ là những người trẻ, người non dạ và đầu óc của họ rất điên rồ. Họ không thể chết được. Họ là con cháu chúng ta, con cháu được của rồi. Ta hứa với chị là sẽ tha cho họ. Nếu họ đầu hàng ngay lập tức, họ sẽ giành được tự do. Đảng Cộng Hòa sẽ tha mạng cho chúng. Ta không thể hứa với chị thêm điều gì nữa. Thưa ngài Messe Anh Minh, bọn phiến loạn ở nhà thờ Thánh Anthony đã buông bỏ vũ khí. Hãy đi và lập tức báo cho đại đội trưởng. Chị đã hài lòng chưa? Và giờ đây với bản thân chị, Katarina, chị biết rất rõ. Họ là những người trả len tơ, thợ nhuộm, thợ chĩa đá, những nghệ nhân điên cuồng. Hãy đi thuyết phục họ. Khi các ngọn nến tại cổng thành Marco bị tắt hết, thì khi đó, sự khoan hồng của phái Cộng Hòa chúng tôi sẽ chấm dứt. Quando il cero che sarà subito acceso a Porta San Marco si spegnerà, allora finirà la clemenza della Repubblica. Và với những ai lúc đó không chịu rời thành phố Siena, thì họ sẽ phải chịu sự trừng phạt một cách nghiêm ngặt của công lý.
không khoan nhượng chút nào nữa, chị Katarina. Họ sẽ được Thiên Chúa khoan dung, thưa ngài Messe. Tập 2. Hãy để tôi đi, quân khốn, đừng đụng đến tôi. Không, đồ khốn, không, hãy thả tôi ra, thả tôi ra. Chị đến thật đúng lúc, hỡi chị Thánh. Nó có cả ngàn quỷ dữ bên trong, đừng đến gần. Chị có thể làm gì cho tôi? Một hiệp sĩ Peru không cầu xin lòng thương xót của một phụ nữ Siena. Hãy để tôi đi, lũ heo khốn nạn. Đồ khốn, chúng mày làm gãy tay tao. Chị cũng quan tâm đến các tù nhân nữa hay sao? Hỡi chị nhà Benicasa. Phải rồi, có điều gì mà chị không làm không? Anh ta đang yếu dần và kêu rên ở dưới đó. Và nếu anh ta không chịu khai tên của người đồng phạm, thì tứ chi của anh ta sẽ bị kéo gãy trước khi trời sáng. Quân lính cuối cùng sẽ chặt đầu của anh ta. Được rồi. Hãy đến đây, tên Peru kia. Mày đã thay đổi ý định chưa? Ai là người đồng phạm với mày? Tạt nước cho nó. Mày sẽ thấy những người Peru không đơn giản đâu. Hãy nhìn đây. Họ là những người tố cáo mày. Nhưng người trong hoàng tộc và giới cầm quyền của Peru đã xin cho mày được thả tự do. Thế tại sao mày cứ hứng thú theo đuổi con đường hiệp sĩ của mày vậy? Hãy tiết lộ bí mật của mày đi. Nói dối với chúng ta chẳng ích lợi gì đâu. Người Peru chẳng bao giờ lừa dối Siena cả. Được rồi, thưa ngài, đi thôi. Chị muốn gì? Chị là một nữ tu và cũng là một gián điệp à? Tôi không phải là gián điệp và cũng chẳng phải là nữ tu, anh bạn ạ. À. Tôi là con gái của Thánh Đa Minh. Dù sao thì tôi cũng coi khinh chị lắm. Tại sao? Vì tôi không muốn nghe về thiên đàng cũng như hỏa ngục đâu. Tôi không tin gì cả. Chị làm gì vậy? Tại sao chị lại làm thế? Tôi muốn xem lời cầu nguyện của chị có hiệu lực nào cho việc chữa lành những vết thương này không? Anh còn quá trẻ, Niccolo à. Và tôi sẽ phải chết, chị có hiểu không?
sẽ chết ở rất xa đất nước Peru và người mẹ yêu quý của tôi. Tôi muốn được sống theo cách của tôi. Và anh sẽ sống. Chị vừa nói gì? Anh sẽ được sống muôn đời với Thiên Chúa. Hãy có lòng tin. Chị nói về đức tin bởi vì chị đâu có phải chết. Hãy tin vào Chúa. Chị tin vào Chúa vì Ngài đã để cho chị sống. Xin tha thứ cho tôi, chị Katarina. Tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Hãy tha thứ cho tôi. Anh khóc lóc và thất vọng bởi vì anh muốn được sống. Còn tôi khóc vì tôi muốn được chết. Tôi sợ chết lắm, chị ơi. Hạnh phúc thay hỡi người anh em vì anh sẽ được vào dự tiệc cưới. Hãy đến, hãy mỉm cười với nàng chết. Cô dâu dịu dàng, hãy vui mừng tiến ra gặp nàng. Tôi sợ tôi sẽ không đủ mạnh khi phải đối diện với tên đao phủ. Xin chị đừng bỏ tôi. Thưa bà, bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi. Tôi sẽ không bỏ anh đâu, hỡi anh bạn. Đêm nay trong lời cầu nguyện của tôi sẽ được ở gần bên anh. Tôi sẽ đi cùng anh ra nơi hành quyết. Hãy làm dấu cho tôi, thưa chị. Hãy đến dự tiệc, hỡi người anh em yêu quý.
Đừng, đừng làm vậy, hỡi người anh em. Hành động của anh làm buồn lòng Chúa và làm hổ danh người Siena. Một người bị ổi ngạo nghễ giễu cợt trên nỗi đau của người anh em thì có gì vui đâu. Đó là lý do người ta quên bổn phận thánh thiêng của công việc bác ái. Hãy nghe đây, bác ái ư? Không có bác ái đối với kẻ thù của Đảng Cộng Hòa. Còn cô, tốt hơn cô ấy nghỉ ngơi và cầu nguyện với Chúa của cô. Này kẻ vô lại, những bọn phiến loạn đã để lại cho mày một cục rác tốt nè. Tôi thề với Chúa là tôi sẽ trả thù nè. Mày sẽ tìm bắt tụi nó đi tận cùng trái đất hả? Cái bà thánh ở Fontebranda đã dẫn họ đi xa rồi. Thắng giải Palio thì còn dễ hơn là đi tìm chúng. Ôi, cái bà thánh đó, bà thánh của bọn côn đồ. Cô nói chính xác, đó là điều tôi muốn nói. Bà thánh đó bỏ bùa hết tất cả mọi người, ngay cả các lãnh chúa. Bây giờ bà ấy sẽ thấy đúng là vô tích sự. Tại sao chúng ta không chiến đấu chúng lại nếu như họ thả tự do cho hết thảy bọn chúng? Bây giờ đám tù nhân còn nguy hiểm hơn trước đây và tôi không thể hiểu nổi. Bố ơi, bố là một người đàn ông thông minh, sáng suốt và đầy kinh nghiệm trong việc cai trị. Tại sao bố lại để cho người phụ nữ quê mùa đó lừa dối bố vậy? Ngài Podesta đã quyết định vậy. Bà ấy bỏ bùa cả ông ấy luôn hả? Cả bố nữa, đúng là hết mọi người. Bố bị điếc hay sao? Bố không thấy tất cả là vì người đàn bà tầm thường và chẳng có gì nổi nang đó sao? Tất cả thành phố Siena sẽ bị diệt vong. Ôi, vị quan tòa đã thả tự do cho bọn phiến loạn. Trẻ buồn sâu vì không có mục đích sống. Thầy tu thì thắt cổ tự tử và biết bao nhiêu chuyện khác nữa có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết mới. Angelica, hãy coi chừng miệng lưỡi của con. Ôi bố, chẳng lẽ thầy Pierre treo cổ? Trước đây anh ấy là một thầy tu, nhưng giờ thì không. Khi người ta nhìn thấy anh ấy treo cổ, lúc đó anh ta đang trần truồng. Thật chẳng ích lợi gì anh Modesto ạ. Chúng ta tội lỗi, chúng ta nên ném chị ta vào trong Chessa chứ không nên cho ở chỗ cầu thang của sân nhà thờ. Bây giờ chuyện xấu xa này được đồn thổi khắp nơi, tên của chị ta hầu như trên môi miệng tất cả mọi người và mọi đàn ông trong thành Siena được tố cáo chị ấy là kẻ buồn mê. Có kẻ còn nói về một thùng rượu sẽ chẳng bao giờ cạn. Một vài người mơ về phép lạ xảy ra mà không ai biết ở đâu. Có kẻ nói chị ấy đang có âm mưu với bọn phiến loạn và rằng chúng ta sẽ phải trả giá cho điều đó. Thôi đi ra ngoài đi, hãy cười lên vậy, củng cố quyền lực. Người ta không thể đi bộ trong thành phố Siena được nữa. Và tất cả những thứ đó chỉ là vinh quang hão huyền. Không ai có thể tẩy xóa những thứ này khỏi đầu của tôi. Anh Antino à, tốt hơn hãy chỉnh đốn lại bản thân của mình đi. Đừng để thói chỉ trích mắng nhiếc trở thành thói quen của nhà tu. Tôi có cảm tưởng là ma quỷ luôn muốn gây rối trong chúng ta. Nó nhúng tay vào hầu hết mọi chuyện của chúng ta. Tổng hội chúng ta đã phái chị ấy đến Florence. Hãy trân trọng quyết định đó. Đó là quyết định tối cao. Cảm ơn cha Modesto. Tạ ơn Chúa. Cuối cùng thì sáng nay chúng ta cũng sẽ nghe những điều lạ lùng. Tôi đang chờ một phép lạ và kia, một bà thánh xuất hiện. Ôi đừng giận dữ như thế anh Antino ạ. Chúng ta đến đây là để lắng nghe chứ không phải để phán xét. Tôi đồng ý là để lắng nghe nhưng cũng là để chấm dứt những sinh vật lạ. Hình ảnh đó phải được linh hứng bởi Chúa. Cha Modesto ạ, người phụ nữ này đã lừa gạt những kẻ dốt nát vô học và làm cho chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ. Không, có lẽ chỉ mình cha là người không biết về chị ấy. Katarina là người rất quảng đại. Tôi biết chị ấy rất rõ. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, lạy Chúa, chúng con thành khẩn cầu xin Chúa hướng dẫn chúng con cả trong lời cầu nguyện cũng như mọi hành động của chúng con bằng sự linh hứng của Ngài và giúp chúng con thực hiện với sự trợ giúp ân sủng của Ngài. Nhờ đó mọi công việc của chúng con đều được bắt đầu nơi Chúa và được hoàn thành bởi Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Hãy ngồi lên ghế đậu đó nếu con muốn. Hãy ngồi lên ghế đậu đó nếu con muốn. Cha Tommaso, cha có thể trả lời khi nào chúng tôi cần cha giải thích. Chị Katarina, chúng tôi quy tụ nơi đây là để tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân của những lời đàm tiếu và chị sẽ phải trả lời khi được hỏi tới. Dạ, con biết. Chị có sự thật mới là ngọn đuốc soi sáng và hướng dẫn cho những người con của Thánh Đa Minh, người cha đáng kính. Con yêu mến Chúa và bất cứ ai yêu thương thì luôn trung thành với người mình yêu. Katarina, có phải chuyện chị nói chuyện với Chúa là thật không? Đó là Chúa đấng lắng nghe con. Khốn láo, thật là tuyệt vời. Thưa các cha, các thầy, tôi cũng nóng lòng mong muốn chính tôi cũng được nghe và nói chuyện trực tiếp với Chúa bằng tình yêu. Thưa cha, điều đó chỉ được ban cho qua tình yêu mà thôi. Chị nói là Chúa lắng nghe chị, có đúng không? Dạ vâng. Khi Ngài hiện ra với con trên con đường cổ, tâm trí con ngây ngất, con thật vui mừng quá đỗi. Vậy Thiên Chúa chúng ta hiện ra với chị lúc nào vậy, chị Katarina? Khi con lên 7 tuổi và con ước mong được dâng hiến mình con cho Chúa. Khi chỉ mới được 7 tuổi thôi sao? Ôi, đầu óc của một đứa trẻ 7 tuổi thì đâu đã suy nghĩ được điều gì nghiêm túc đâu. Chúng ta không nên tụ họp nơi đây để bị giễu cợt như những người ngớ ngẩn. Thưa cha bề trên, những kiểu nói này không phải là phong cách của chúng ta. Cha Antino chỉ nói những lời xúc phạm mà không hỏi ý kiến gì cả. Tommaso, đừng có tức gì cả. Tất cả những ai không phải chiến đấu thì họ cũng chẳng giành được phần thưởng nào cả. Và hôm nay dù con chỉ là một nữ tỳ bé nhỏ, con sẽ trao chính máu của con, chính mạng sống của con và thịt xương của con cho giáo hội. Chị đang tố cáo về cái chết ngớ ngẩn của một thầy đó sao? Có thể thầy đó đã yêu một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ đó lại trao hết tình yêu cho Chúa rồi. Sự tiện hảo không thể nói dối được. Thưa cha bề trên, chỉ có điều xấu hổ vô ích của thân xác thôi, và ham muốn thân xác sẽ khiến cho ý nghĩ con người ra hư hỏng. Vì thế cần loại bỏ những ý nghĩ xấu xa đó. Chị đọc được những lời nói ngớ ngẩn đó ở đâu ra vậy? Thưa cha, con không thể đọc và cũng không thể viết được ạ. Thế nhưng chị lại biết Katarina, và những lời đàm tiếu không ngừng vì cái áo choàng của chị đó. Tại sao lại có quan cảnh đó trong những lần cầu nguyện của chị? Phải chăng đó là những vinh quang hão khiến chị cầu nguyện nhiều như vậy? Không, đừng nói những lời như thế. Con khẩn xin cha, thưa cha bề trên, những giờ cầu nguyện của con không phải là vinh quang hão đâu. Thưa cha bề trên, cha không thấy sao? Chúng ta đã lật được mặt nạ rồi. Cha Antino, cha không công bằng. Cha liên tục tấn công Katarina. Đây không phải là tòa án, và cha cũng không đủ tiêu chuẩn để kết án. Cha cũng chẳng thể nào có đủ khả năng để nhận thức được tia sáng thần linh đã khai sáng cho Katarina Benicasa. Cha Tommaso, Ngài là đấng yêu thương vô hạn và cũng là đấng đau khổ tột cùng. Vì thế trong Ngài tình yêu được lớn lên, và trong Ngài nỗi khổ đau cũng càng ngày càng nhiều. Con sẽ dâng Ngài nước mắt và lời cầu nguyện, và Chúa sẽ ban cho con ân sủng và cho con niềm vui vì được Ngài hiểu. Katarina, con hãy lau những giọt nước mắt chân thành của con. Cha tin con, nhưng thẩm quyền của cha buộc cha phải lắng nghe tiếng đập của trái tim. Yêu Chúa và rao giảng về Chúa không phải là tội. Một khi chúng ta phải tránh xa cuộc sống hỗn loạn và các cư sĩ nói quá nhiều về con, Katarina, có lẽ sự nghi ngờ và dối trá đã chiếm mất tâm trí của các cha đang có mặt ở đây. Forse dubbi e bugie ai padri qui presenti prendono la mente. Nhưng ở đây, thưa cha bề trên, chúng ta hãy chống lại những lời đồn đãi làm tan đi lớp sương mù dày đặc của nghi ngờ đã ngăn cản các cha, để các cha có thể nhìn thấy rõ tâm hồn con. Chỉ duy có linh hồn con, nếu nó có thể nói được, nó sẽ trả lời cho những lời cáo buộc của các ngài. Con thú nhận rằng con chỉ là một người tầm thường, đó là hồng ân rất ngọt ngào đối với con. Và qua con đường của sự chết, con đường mà sớm hay muộn, tất cả chúng ta đều sẽ bước đi trên con đường đó. Con sẽ đạt tới đích điểm đích thực của con, đó là Chúa. Và thưa các cha, Chúa là tất cả đời con. Cuộc sống này của con là một cuốn sách mở ra. Con, Katarina, đầy tớ của các đầy tớ Đức Giêsu Kitô, con muốn các cha tin rằng đó không phải là vinh quang hão đâu, thưa các cha. Con sống và làm việc cho vinh quang đích thực của Thiên Chúa. Bản chất đích thực của con là lửa, đó chính là tình yêu. Và chính bởi tình yêu thần linh này đã nung nấu tâm hồn con.
con bảo thật các cha, hãy tắm mình trong máu châu báu của Đức Kitô như con đã tắm. Hãy mặc lấy Đức Kitô, hãy dìm mình trong Đức Kitô và hãy để cho chính mình được say sưa trong máu của Đức Kitô. Và con, Katarina, con hằng khao khát ơn cứu độ, linh hồn con rất mãn nguyện và sẽ rất mãn nguyện trong máu của Đức Kitô. Và nếu các cha, những người anh em của con, nhớ là mình phải sống như Chúa mời gọi các cha sẽ làm cho đất nước Italy được bừng cháy ngọn lửa tình yêu. Katarina, em đã thắng rồi. Anh sẽ ở lại Florence. Tổng hội sẽ ủy thác em cho cha Raimondo Capua, một người khôn ngoan và thận trọng. Cha ấy sẽ hướng dẫn và giúp em trên con đường mà em sẽ đi. Những người khiêng quan tài, cơn dịch bệnh. Đừng, đừng làm tổn thương con tôi. Đừng, đừng. Tạm biệt con trai của mẹ. Dịch bệnh ập xuống thành phố Siena đến nỗi làm cho tường thành của nó cũng trở nên sơ sát. Họ nóng lòng đón chờ Katarina. Cô ấy cần Katarina và tình thương của Katarina. Hôm nay, chị ấy sẽ giúp chúng ta thấy trời mới, đất mới. Này đây, Ansen Muxio, sự phù vân của Siena. Sao lại cao nhau vậy? Ngay cả khi chết, cô ấy vẫn là một món quà tuyệt vời. Bình tĩnh đi người anh em, bà Thánh đang trở lại đây. Giúp tôi với, giúp tôi với, giúp tôi, giúp tôi. Anh đi đâu vậy? Hãy để tôi đi. Đừng đi mà, đừng bỏ tôi, đồ kẻ cướp hèn hạ. Giúp tôi đi, Gano, xin thương xót tôi. Họ đang cầu xin giúp đỡ. Đừng, chị ơi, người phụ nữ đó là kẻ thù của chị. Bà Thánh ơi, đừng đến gần. Tất cả những người bên trong đều đã chết vì dịch bệnh. Nhưng tôi nghe tiếng kêu của một phụ nữ. Angelica vẫn còn sống hả? Ai khóc vậy, Messa? Dừng lại! Anh làm gì vậy, Neri? Chúng ta hãy đi khỏi đây thôi, thưa chị. Người đang khóc đó chính là kẻ thù của chị. Chúng ta không có kẻ thù. Bất cứ ai gần chết, họ cũng sẽ bớt gay gắt lại. Còn anh hãy dẫn đường. Ôi Neri, Chúa chúc lành cho anh. Anh đang ở đây. Đừng tiến lại đây. Không chỉ linh hồn bà mà bệnh tật cũng đã lây nhiễm thân xác của bà rồi. Giúp tôi với Neri, xin thương xót tôi. Tôi không thể làm được gì cho bà cả. Bà bị bỏ lại một mình. Không ai động lòng trước ảnh với bà cả. Tôi nghe tiếng kêu cứu và tôi tới đây để giúp đỡ. Anh nói cho tôi biết, Neri, tôi xin anh. Chị Katarina ở đâu rồi? Xin anh hãy xin chị ấy đến giúp tôi với. Hãy đem tôi đến với chị ấy, Neri, tôi xin anh đó. Tôi đây. Sao anh lại cứng lòng vậy, Neri? Chị Thánh ơi, chị Thánh ơi, chị đến đây rồi. Cuối cùng tôi được cứu rồi. Katarina, tâm hồn tôi chưa bị thối rữa đâu. Được gần chị, tôi được tái sinh với một niềm vui mới. Những đau khổ trên thân xác bà không làm bà chết đâu, nhưng nó sẽ phục vụ cho vinh quang Chúa. Bà sẽ sống, Angelica. Đủ rồi, con số quá nhiều thưa ngài. Bệnh nhân của Đảng Cộng Hòa của Florence phải ở mức tối thiểu. Vậy mà ông để cho nó vượt mức đó, tôi thật sự không hài lòng với ông. Từ khi họ bị cấm không được tiếp xúc với những người nghèo đói ở Florence, âm mưu chính trị của ông đã quá rõ.
ông bằng việc không xuất khẩu lúa mì. Tôi tin là ông sẽ trở thành nô lệ của Florence. Điều đó không đúng. Ông đang phóng đại cho lợi ích và tiêu chuẩn của ông. Còn mối lợi của tôi chính là Florence và không có giải pháp nào ở đây cả. Chúng ta sẽ dùng chiến tranh để trả lời cho những người đói khổ. Và tôi cảnh cáo ngài, tất cả Italy ở dưới Florence. Florence, hãy cầm tay nhau, giải phóng, giải phóng. Tiêu diệt kẻ thù, tiêu diệt Cộng Hòa. Chết đi, chết đi. Thành phố Castello, Gubbio, Urbino, Florence, Bologna, tất cả nước Ý đang nổi dậy. Con biết, thưa cha, ở đây cũng vậy, cuộc cách mạng đang lan tràn và cả trong Lucca and Pisa. Thế giới sẽ phải hứng chịu những đau thương và đổ nát. Tuy nhiên, người mạnh sẽ không bao giờ thất vọng. Từ khi một số người thất bại trong việc điều hành tốt, điều đó tùy thuộc vào chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể thu tập những con chiên đã lạc khỏi đàn. Đó là một vất vả luống công vô ích, Katarina. Chúng ta có thể làm được gì? Chỉ một vài người leo teo, chẳng ai biết đến và cũng chẳng được trang bị vũ khí đầy đủ gì cả. Đó là một băng đảng những kẻ vô lại dữ tợn lang thang khắp đất nước Italy, vừa xa vừa rộng, cướp bóc vơ vét giết người, Katarina. Tôi đã nghe rồi, nhưng chúng ta có phải là một người đâu, Neri? Rồi chúng ta sẽ nhân đôi số người của chúng ta, cũng không phải không ai biết đến chúng ta, phải không cha? Họ sẽ biết đến chúng ta, và vì chúng ta không được trang bị vũ khí, hãy biết rằng chúng ta được trang bị bởi vũ khí đức tin vào Thiên Chúa, đấng hằng chăm sóc nuôi dưỡng chúng ta. Nào viết đi, tôi sẽ đọc 5 lá thư. Anh Neri sẽ viết cho nữ hoàng Nepo. Còn ông Messer Saracini, ông viết cho vua nước Pháp. Còn cha Raimondo, cha viết cho vị cha chung trên trần gian của chúng ta là Đức Giáo Hoàng. Và anh viết cho Barnabò Visconti và cho Đảng Cộng Hòa của Florence. Mọi người hãy bắt đầu bằng... Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và mẹ Maria dịu hiền. Tôi, Katarina, đầy tớ của các đầy tớ của Đức Giêsu Kitô, với thánh ý của Chúa và ước muốn của tôi sẽ... Chào mừng cha đã trở về. Đứng lên đi. Có tin gì ở Italy vậy? Tình hình rất tồi tệ, thưa Đức Thánh Cha. Nước Ý là một nước kỳ lạ và người dân Ý cũng là người lạ lùng. Có thể ngài chưa hiểu sự kiêu căng tự phụ của họ. Chẳng hạn như tuyên bố chiến tranh hả, thưa Đức Thánh Cha? Mọi thông tin đã được gửi đến cho tôi, thưa cha. Ngọn lửa kiêu căng của người Ý phát xuất từ Florence. Thưa Đức Thánh Cha, ngài đang nói về ngọn lửa chiến tranh ở Florence. Trong khi từ láng giềng của Siena, ngọn lửa của tình yêu vừa được gửi đến cho tôi. Thật lạ quá, thưa cha. Mời cha ngồi. Cha có biết Katarina Siena không? Dạ không, thưa Đức Thánh Cha. Con có nhiệm vụ khác hơn là đi thăm viếng các đàn viện. Katarina không phải là một nữ tu, nhưng là một phụ nữ được mặc áo dòng đa minh, một người vô học không biết chữ, nhưng có cả trăm người đàn ông học thức theo chị ấy ở khắp mọi nơi. Ta đã bố trí cho chị ấy đến Avignon trong thời gian sắp tới, vì thế chúng ta sẽ lắng nghe một người Ý. Đừng quên mang cái đèn, thưa bà Mona Lapa. Nhưng cha Raimondo đã đi rồi hả? Vâng, đúng vậy. Cha đợi chúng ta ở Florence, và sau đó cha sẽ đi trước chúng ta đến Avignon. Florence, Avignon, nhưng sợ rằng ngài sẽ gục ngã trên đường đi mất thôi. Đi đến Pháp đó là một chuyến đi rất dài, phải đương đầu với nhiều gian khó. Ta cầu xin anh Messe hãy luôn ở bên cạnh Katarina. Lại nữa, cứ nghịch hoài. Con thì chỉ biết gây phiền hà cho mẹ thôi. Trước đây con có đi đâu xa vậy đâu. Nhưng con không còn là một đứa trẻ nữa mẹ ạ.
Với mẹ, con luôn là một đứa con bé nhỏ. Khi ở Florence, mẹ đã nói với các anh của con, ở Siena, các con vẫn luôn có một người mẹ. Đã một năm rồi, mẹ chưa nghe tin tức về chúng. Mẹ rất lo lắng cho chúng. Tôi sẽ làm điều đó, thưa bà Lapa. Ở Florence, Caterina phải lập tức trình diện với các người lãnh đạo phong trào chiến tranh. Như vậy là các bậc vị vọng của Florence đã quyết định. Chị hãy trình với Đức Thánh Cha rằng Đảng Cộng Hòa ở Florence sẽ ký kết hòa bình với ngài và mong muốn những cấm chỉ và vạ tuyệt thông sẽ được rút lại. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho đại sứ của chúng tôi. Đây, vận mạng của thành phố chúng tôi đặt trong tay chị. Xin ngài yên tâm, thưa ngài Messe. Tôi cũng là công dân của Florence, và nếu cần, tôi cũng sẽ là con gái của bất cứ thành nào trong nước Ý. Đất nước của chúng ta đang bị rúng động bởi các thế lực, và chúng ta phải làm cho hòa bình được lan tràn trên khắp đất nước. Hơn bao giờ hết, điều chúng ta cần là hiệp nhất với nhau. Chúng ta phải nối kết nhau trong hòa thuận và yêu thương. Avignon, Caterina đến một đất nước xa lạ. Ở giữa những người chẳng tỏ ra một chút thân thiện, chỉ được hóa trang bởi một vũ khí duy nhất là một niềm tin vững vàng, không nao núng, đang bước vào cuộc chiến đầu tiên. Xem kìa, ai đến từ thành phố đổ nát của nước Ý kìa, một bà sơ. Người ta bảo bà ấy là một bà thánh. Để rồi xem, chúng ta sẽ thấy rất ít. Tôi tin là cần phải có nhiều thứ khác quan trọng hơn là sự thánh thiện giả tạo của một người Ý ngoan đạo, biết cúi mình trước vị giáo hoàng người Pháp. Thưa cha khả kính, chuyến đi thật dài và đầy gian khó. Vâng, tôi hiểu, thưa cha. Thưa cha, con muốn đi nghỉ một chút. Con muốn lấy lại tinh thần trước khi yết kiến Đức Thánh Cha. Hãy đi, con gái thân yêu, ta sẽ đi với con. Nè nè, bà ấy đi nghỉ đó. Bà ấy lại đang dở trò gì ở Avignon này sao? Ôi thôi mà, hãy để cho bà ấy yên. Hãy để cho bà ấy yên, đừng làm phiền bà ấy. Bà ấy đang cầu nguyện, bà ấy đang xuất thần. Thật đó, tận mắt tôi thấy rõ mà. Nếu tất cả những điều người ta nói đều là sự thật, thì bà ấy sẽ chẳng cảm thấy đau đớn gì với cái này đâu. Nhanh lên chị ơi, nhanh nhanh, Đức Thánh Cha đang đợi chị đó. Ôi, có chuyện gì vậy? Chị ốm hả? Ồ không đâu Neri, có lẽ tôi chỉ mệt một chút thôi. Xin cha chúc lành cho con, thưa Đức Thánh Cha khả kính. Cha biết lý do về cuộc hành trình của con gái thân yêu của cha. Chính quyền Florence không thể kiếm được một trung gian giao hòa nào tốt hơn để giải quyết những lo lắng của họ. Cha chờ khâm sứ của họ. Thưa Đức Thánh Cha khả kính, con khiêm tốn lắng nghe cha, nhưng con mạo muội xin Đức Thánh Cha một chuyện lớn. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, con xin Đức Thánh Cha hãy trở về Roma, hãy rời Avignon. Roma đang chờ Đức Thánh Cha trở về để phục hồi lại sự linh thánh trong ánh sáng và cầu nguyện. Hãy đưa cái nôi của hội thánh Đức Giêsu Kitô về lại Roma. Những chìa khóa của Thánh Phêrô đang bị rỉ sét, và xin Ngài hãy phục hồi và củng cố đức tin và niềm hy vọng cho con cái Italy.
con gái thân yêu của ta, có rất nhiều cản trở và chống đối ngăn cản cha làm quyết định này. Nhưng nếu vậy thì giấc mơ nhiệt thành của cha sẽ trở nên vô vọng, chẳng có ích gì cả. Tâu Đức Thánh Cha, ai có thể biết chắc chắn thánh ý Chúa bằng Đức Thánh Cha? Vì Đức Thánh Cha đã chẳng khấn hứa với Chúa sẽ trở về Roma hay sao? Đúng vậy, đó là lời khấn mà ta đã khấn khi ta được chọn làm giáo hoàng. Katarina, con đã được Chúa tín nhiệm và con đã hết lòng tín thác vào Chúa. Và cha sẽ trở về, phải không thưa Đức Thánh Cha? Từ Roma, cha sẽ thiết lập hòa bình cho toàn thế giới. Và như thế chúng ta sẽ được hiệp nhất trong mối hiệp thông vững mạnh. Chúng ta cầu cứu từ phương Đông, nơi có mộ Chúa Giêsu Kitô giúp đỡ chúng ta trong cuộc thập tự chinh. Thưa các vị lãnh chúa, bá tước của thành Anfield đã tới. Thưa ngài bá tước, chúng ta họp nhau đây để phân tích và bàn luận với nhau về những mối nguy hiểm của việc di rời ngài giáo hoàng về Roma. Là những hồng y của giáo hội Pháp, chúng tôi có nhiệm vụ phải trình báo với ngài và sẽ tuân theo những ước muốn của vị vua Kitô giáo vĩ đại nhất của nước Pháp. Vua nước Pháp rất cảm ơn các vị, thưa các hồng y khả kính. Chúng ta không thể chấp nhận chuyện một phụ nữ Italy tầm thường lại trở thành nguyên nhân khuấy động cả thành Avignon. Theo như các ngài nói, người phụ nữ thường dân này đã viết thư cho vua nước Pháp và thư của bà ta đã được nhà vua rất quan tâm đọc một cách nghiêm túc. Còn chuyện bà ấy viết thư cho vua nước Pháp nữa hả? Thưa lãnh chúa, tôi hy vọng là ngài không có ý nói với chúng tôi là người phụ nữ đó đã chiếm được sự ưu ái của vua đấy chứ. Thưa ông y, vua là vua, cho nên vua muốn làm gì là quyền của vua. Ngay cả việc chơi cờ, ngài cũng có quyền trút giận lên người đang chơi cùng với vua. Tôi tới đây để cố gắng giúp các ngài. Tôi sẽ cố gắng đưa người phụ nữ ấy về lâu đài của tôi và cố gắng tạo sự chú ý của bà ấy vào những thứ quý giá của Pháp. Và nếu bà ấy thực sự quan tâm đến những thứ đó, thì sẽ không có gì khó đối với bà ta để giúp chúng ta hòa giải với Anh Quốc. Còn nếu bà ấy bị cắn câu bởi những thứ phù vân, đó là điều tôi hy vọng. Và cuộc di rời của Đức Thánh Cha cũng chỉ là giấc mộng hão mà thôi. Phần các hồng y, hãy cố gắng thuyết phục người cha già của Đức Thánh Cha để ông ấy ép buộc Đức Thánh Cha ở lại. Xin chào các hồng y khả kính. Giấc mơ của bá tước thật là viễn vông. Katarina chắc chắn sẽ không bị cắn câu vào những điều phù vân đâu. Quan cận vệ của vua nước Pháp không biết gì về người phụ nữ Italy này rồi. Thưa ngài, hành lý của ngài đã sẵn sàng rồi ạ. Được rồi, Michel. Thông điệp này phải mang đến tận tay cho người tùy tùng. Vua nước Pháp phải đọc nó trước khi đến Genoa. Genoa chưa phải là Roma. Bố khẩn nài con, bố van xin con là người Pháp. Xin con hãy ở lại đất này nơi con đã được sinh ra. Roma là miền đất xa lạ đối với con. Mọi người ở đây đều yêu quý con, bố đã già rồi và sẽ không thể nhắm mắt nếu không có sự hiện diện của con. Hãy nghe bố đi, con trai của bố. Thưa bố, con đã quyết định rồi. Roma đang chờ con. Bố là bố của con phải nghe lời bố chứ. Người đàn bà đó là một người ngoại quốc, Gregory ạ. Bà ấy là người ngoại quốc. Thưa bố, trong hội thánh của Đức Giêsu Kitô, không ai là người ngoại quốc cả. Gregory, con đừng đi mà con. Chị Katarina, bây giờ chị phải quyết định. Ngay sau khi chúng ta đến Siena, chị phải nghỉ ngơi. La Pà đã rất đúng. Quá nhiều chuyến đi sẽ làm cho chị kiệt quệ.
Messer Sarrazini, ông luôn càm ràm lẩm bẩm. Đừng lo lắng quá, mệt nhọc sẽ chẳng mang đến cho tôi niềm vui được chết. Bởi vì Chúa vẫn đang muốn tôi ở lại trên mặt đất này, và đất của tôi không chỉ là Siena. Vậy chị đến Avignon chỉ để lo việc cho Đức Giáo Hoàng, chưa hoàn thành công việc gì khác. Nếu bây giờ trong Florence họ giết nhau trên đường phố thì tất cả là do lỗi của chị. Khâm sứ của chúng tôi đã chờ đợi trong vô vọng để được vào Avignon. Và ở tại Florence, việc tìm kiếm hạnh phúc cũng sẽ vô vọng nếu chính phủ thay đổi trong thời gian ngắn ngủi của cuộc hành trình. Chị đang chỉ trích chính sách của chúng tôi đó hả? Những điều dữ chị gây cho Florence như thế chưa đủ sao? Ông không thể khiển trách điều gì ở đó cả. Nỗi cơn thịnh nộ và mất kiên nhẫn là đường mật của tội lỗi. Chị là kẻ thù của chúng tôi. Và coi chừng, trên đường đến Florence, đừng để lộ thân thế của chị. Sự thiệt hại nghiêm trọng mà Florence phải chịu là do tính cách ngông cuồng của ông. Ông không liêm chính, không thể cai trị được chính mình, thì làm sao cai trị các tỉnh thành được giao phó cho ông? Và có rất nhiều người trong các ông không thể điều hành, vì các ông thiếu công bằng. Nếu không công bằng, thì không một thành thị nào có thể bảo tồn luật của con người và luật Chúa. Lại đây! Đi đường này. Cút đi, đồ phản bội. Kẻ thù của Florence, đồ phản bội. Cút đi, chết đi. Hỡi anh em Lê Ben, chạy đi! Một phù thủy của Siena đang lang thang trên đường phố. Giết chết một phù thủy đó đi! Tôi sẽ đứng ở đây. Hãy vào trong nhà thờ, Mary. Tôi phải bảo vệ chính mình, tôi cầu xin anh đó. Tôi chính là Katarina Benicasa, người mà các ông đang tìm. Hãy để cho những người khác được yên. Các anh hãy giết tôi đi. Đó là cách duy nhất tôi có thể đến với Chúa của tôi. Tôi đang chờ chị Benincasa. Cuối cùng thì chị cũng đã quyết định đến đây. Ở đây chị sẽ được yên tĩnh và nghỉ ngơi, để thân xác mệt mỏi của chị được sung sức trở lại. Sư cô, anh đi cùng với cha Raimundo.
Chắc chắn là chị mệt lắm rồi, phải không chị Katarina? Tốt hơn là chị nên đi nghỉ. Tôi đã chuẩn bị phòng sẵn sàng cho chị rồi. Phòng của tôi, ôi, một góc nào đó cũng đủ cho tôi nghỉ rồi. Nhưng toàn bộ lâu đài này là do chị chỉnh đốn lại. Đó là mệnh lệnh của ông Messer Saracini. Các ông đã đối xử quá tốt đối với một người phụ nữ tầm thường như tôi. Dì chẳng thấy con. Con đã cắt những bông hồng này cho dì. Ông nội con nói là dì rất thích hoa hồng. Đúng vậy, dì thích hoa hồng nhất. Ôi lạy Chúa, con có thể viết. Con có thể viết, lạy Chúa ơi. Katarina. 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 Neri, đây là một phép lạ. Tôi có thể tự mình viết được rồi. Dammi. Dammi. Sorella. Chị ơi, có điều này rất hệ trọng sẽ làm mất đi giây phút hạnh phúc của chị. Hầu hết các hồng y Pháp đang nổi loạn với tòa thánh bằng cách bầu chọn một vị giáo hoàng giả. Các lính tráng của kẻ mạo danh đã từ Pháp tới và đang diễu hành đến Roma. Cả nửa nước Italy chìm trong hỗn loạn và cướp bóc. Biết viết cũng chẳng có ích gì cả, chị Katarina à. Điều cần thiết để đối phó với tình huống bây giờ là phải gươm đối lại gươm. Thời gian này thì chỉ có binh lính mới có thể ngăn chặn họ được. Mối đe dọa ở khắp nơi trong thành phố Roma. Ai có thể bảo vệ được giáo hội, chị Katarina? Cũng chẳng nhờ cậy Ambirico Babiano được gì cả. Ngay cả John Acute, họ là những binh sĩ nghiệp dư. Chỉ để bắt những tên cướp bình thường, hoặc có chăng thì cũng chỉ có thể giết được những người không có vũ khí. Không, họ chưa bao giờ phải đối diện với một cuộc chiến thật sự. Chỉ có vàng, chị Katarina. Tiền là nguyên nhân chính khiến họ vây hãm giáo triều. Chỉ có vàng thôi, thưa chị. Anh mới nhắc tới John Acute, phải không? Ôi trời, chị ơi, anh ta không được đâu. Anh ta chỉ là kẻ bán thịt cho các sơ và các cha thôi à. Nhưng Neri à, Acute, chính anh ta sẽ bảo vệ được giáo hội.
Đi đi! Đến đây nào! Không! Không! Hãy để cho tôi đi! Hãy để cho tôi đi! Đến đây nào! Không! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Một nửa cho mỗi đứa chúng mày nè! Akute đã đến cổng rồi! Monteriggioni đã bị đốt rồi! Chị đi đâu vậy chị Thánh? Chị không được phép ra khỏi đây! Quay trở lại nè chị Thánh! Tại sao lại hoành tráng vậy John Akute? Nếu anh cố gắng dùng gương của mình thì anh chỉ giết được những người không có vũ khí mà thôi. Hãy dừng ngay đi. Tại sao vậy bà? Có thể bà có một kẻ thù có lợi cho những cái răng của tôi hơn thôi. Họ nói với tôi rằng vị giáo hoàng mới chính là Urbano thứ 6. Ngài là một người rất can đảm. Có thể ngài sẽ là kẻ thù mới của tôi. Tôi chẳng có một kẻ thù nào để giới thiệu cho anh cả. Nhưng tôi chỉ có một đề nghị. Bà ấy sẽ cho ngài mặc đồ như các thầy tu, thưa ngài chỉ huy. Akute, đây là cây thánh giá. Nếu ngài được chọn làm hồng y thì đã có sẵn thánh giá rồi. Thôi đi đi. Ông sẽ chẳng bao giờ trở thành hồng y cả. Tuy nhiên, ông sẽ phục vụ cho giáo hội. Tôi, Katarina, nói cho anh biết. Từ nay anh sẽ là chiến sĩ của Đức Giêsu Kitô. Đúng là nói nhảm. Ôi, thật là một niềm vui to lớn, mặc dù chúng ta vẫn còn trong thời gian khó khăn và hỗn loạn. Khi giáo hội đang bị bao vây tứ phía bởi những kẻ thù nguy hiểm, thì chúng ta, Urbano thứ 6, người con yêu dấu, trao cho các ngươi cờ hiệu của Thánh Phêrô và thanh gươm của người đứng đầu giáo hội. Đấng ngự trên trời cũng sẽ ban sức mạnh cho thanh gươm của Ngài, cũng như cho hoàng đế Constantino. Chiến thắng sẽ không khó khăn gì. Bằng dấu hiệu này, các người hãy xuất trận, vì Chúa muốn như vậy. Quyết chiến! Quyết chiến! Quyết chiến! Vâng, thưa Đức Thánh Cha, thật quá đau lòng thưa với Ngài. Các hồng y người Ý, Cosini, Prosciano và Ossini đã bất ngờ phản bội Ngài. Họ nói Ngài là người bốc đồng, nhưng dữ dằn nhất là mấy hồng y Pháp. Ngài đã lấy đi những thứ tiện nghi khỏi cung điện xa hoa của họ, và nỗi nhung nhớ về Avignon đã ngự trị trong trái tim họ. Nhưng thưa Đức Thánh Cha, đây là thời của những vị tử đạo mới. Các hiệp sĩ trung thành với chúng ta sẽ mang lại chiến thắng. Dòng máu của các vị tử đạo lại sôi sục và mời gọi những người sống trở nên mạnh mẽ. Thưa các hồng y, người phụ nữ nhỏ bé này làm cho chúng ta bối rối và kinh ngạc. Nơi nào chúng ta sợ hãi, chị ấy lại khích lệ chúng ta. Vị đại diện của Đức Kitô còn phải sợ gì nữa? Dẫu cho cả thế giới có chống đối Ngài, Đức Kitô toàn năng và là người quyền lực nhất trên thế giới. Vì thế, Ngài không thể bỏ rơi hội thánh của Ngài. Xin hãy xua đi mọi nỗi sợ hãi, như đã được viết trên trời rằng những ai đã làm và sẽ làm cho giáo hội thành một phụ nữ lăng loàn thì sẽ chẳng bao giờ giành được chiến thắng. Thưa Đức Thánh Cha, giáo hội Đức Kitô sẽ sớm được giải thoát khỏi tay các hồng y giả trá và những linh mục xấu xa. Những bông hoa hôi thối trong khu vườn đức tin gây độc hại và đang làm tan nát khu vườn. Katarina, trông con đau khổ quá. Và điều cần thiết để hồi sinh cuộc sống mới là mọi thứ phải chịu phá vỡ đến tận nền móng. Người ấy là giáo hoàng duy nhất và đích thực. Bất cứ ai tuyên bố ngược lại đều là kẻ dị giáo, một người bất trung,
không phải là người công giáo, nhưng là một Kitô hữu bội giáo. Chỉ với vị đại diện của Đức Kitô, chúng con sẽ vâng phục cho đến chết.